ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội của người Việt Nam đang chia sẻ rộng rãi hình ảnh chàng trai mang tên Nguyễn Như Khôi, 18 tuổi, được cho là cháu nội của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là điều bất ngờ vì cho đến nay người ta chỉ biết ông Bảy Phúc có hai người con với phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, đó là cô Nguyễn Thị Xuân Tràng và cậu Nguyễn Xuân Hiếu. Với độ tuổi của Trang và Hiếu, con ông Phúc, thì chưa thể có con lớn đến 18 tuổi, Nguyễn Như Khôi. Như vậy, nếu thực sự Khôi là cháu nội ông Bảy Phúc, thì có nghĩa ông Phúc có ít nhất hai người vợ. Điều đáng nói là chàng trai Nguyễn Như Khôi thì còn rất trẻ, nhưng trên Instagram đã thấy khoe các bức ảnh chụp chung với ông Phúc và nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam. Ngoài ra, chàng trai này còn khoe bộ sưu tập, hàng hiệu và cả tài khoản ngân hàng, được cho là có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Nhiều ý kiến cho rằng nếu thực sự Khôi là cháu nội của ông Bảy Phúc và với khối tài sản lớn đến như vậy thì cứ liên quan gì đến hàng vạn người chết oan bởi bộ kit xét nghiệm của Việt Á hay không? Một câu hỏi đặt ra là tại sao chuyện cháu nội của ông Bảy Phúc lại nổi lên vào thời điểm này khi mà ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang ở trong tình thế thập diện mai phục. Nhất là cách đây chưa lâu, các nguồn thạo tin đã khẳng định rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu sắp bị khởi tố, bắt giam. Vợ chồng ông Phúc bị cáo buộc là trùm cuối trong vụ Việt Á và nhận quà khủng của bà trùm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát lên đến hàng trăm triệu đô la. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chuyện mà dân tình ai ai cũng quan tâm bỗng chìm xuống không sụt tăm. Hơn thế nữa, tại sao tin đồn liên quan đến một nhân vật từng giữ đến hai cương vị trong bộ máy tứ trụ mà không thấy Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin Truyền thông bác bỏ hay cải chính gì? Nhất là có những đồn đoán cho rằng gia đình ông Phúc đang sở hữu khối tài sản có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Đầu năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho thôi chức vì trách nhiệm của người đứng đầu. Từ sau đại dịch Covid-19 đã có tin đồn đoán râm ran về việc bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc, là trùm cuối, đồng thời cũng là chủ sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á do Phan Quốc Việt làm tổng giám đốc. Khi đó, giới thạo tin vẫn khẳng định vợ chồng ông Phúc, bà Thu là trùm cuối trong đại án kit xét nghiệm Việt Á. Bộ Công an đã lập chuyên án trong khuôn khổ của một đại án đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã đưa ra các bằng chứng ông Phúc, bà Thu cùng thuộc cấp đã dính tới những sai phạm tày đình, không thể chối cãi. Trong một diễn biến khác, vào hồi tháng trước, mạng xã hội đã dấy lên tin đồn rằng vợ chồng ông Phúc sắp sửa bị bắt với cáo buộc trùm cuối trong vụ Việt Á. Tuy vậy, đến nay, tin đồn này được cho là chưa có cơ sở, vì theo luật bất thành văn của Việt Nam, giới chức hàng tứ trụ nghiễm nhiên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ được hạ cánh an toàn. Ngay sau đó, theo giới thạo tin, vụ việc vừa kể trên đã được ông Bảy Phúc và gia đình dàn xếp xong xuôi bằng số tiền đến vài triệu đô la. Tất nhiên, thời báo không thể có khả năng xác định thông tin vừa kể trên vì ở Việt Nam không thể truy chứng cứ như vậy đối với các quan chức cấp cao. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sẽ tiếp tục chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Đó là lý do công luận mong muốn ông phải ra tay xử lý đến nơi đến chốn vợ chồng ông Phúc để đáp ứng đòi hỏi của công luận. Phải chăng mối quan hệ của cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cháu nội Nguyễn Như Khôi đang được một thế lực chính trị trong đảng sử dụng như một âm mưu để gây áp lực đối với ông Tô Lâm? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ai đang dùng cháu nội của Nguyễn Xuân Phúc để mà tạo áp lực với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Vì sao chính trường Việt Nam sẽ sóng to gió lớn sau khi ông Tô Lâm đi công du Mỹ trở về? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc chuyến công cán tại Mỹ và chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Đây là chuyến đi đến Hoa Kỳ đầu tiên của ông trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trên đất Mỹ, ông Tô Lâm có khoảng 50 hoạt động đáng chú ý, bao gồm có việc gặp Tổng thống Mỹ Biden, có bài phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, một đoạn trong bài phát biểu của ông trong lễ kỷ niệm một năm nâng cấp đến đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ tại New York, Hoa Kỳ đã bị truyền thông nhà nước Việt Nam thẳng tay cắt bỏ, không nêu rõ lý do. Điều vừa kể trên cho thấy kể cả phát biểu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng bị cảnh sát tư tưởng, tức là Ban Tuyên giáo Trung ương, giám sát 24/24 và sẵn sàng loại bỏ luôn. Theo giới quan sát, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, là ông trùm cảnh sát tư tưởng đã đích thân tham dự đoàn công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong buổi hội đàm giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden, tướng Nghĩa ngồi ngay bên tay phải của ông Tô Lâm, chỉ cách ông Nguyễn Hòa Bình. Điều đó cho thấy có sự chỉ đạo từ xa đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo ở Hà Nội. Bài nói chuyện của ông Tô Lâm được báo Tuổi Trẻ đăng tải toàn văn có đoạn như sau. Trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Đây là một sự thật lịch sử không thể bác bỏ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, với chủ trương bóp méo lịch sử đến nay, những sự thật trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cách đây 79 năm đã và đang dần dần phát lộ. Tuy nhiên, đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của ông Tô Lâm đã gây khó chịu không nhỏ cho người đồng chí phương Bắc và phe bảo thủ chiếm đa số trong Đảng. Việc gặp Tổng thống Mỹ Biden cũng như sự kiện ông Tô Lâm bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky được coi là một hành động được lòng quốc tế và giới tri thức trong nước. Công luận đang chú ý xem những phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 trước khi đi công du Mỹ có thực chất hay không. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10, trên cương vị là người đứng đầu Đảng, ông Tô Lâm đã trích dẫn các huấn thị của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn liên quan đến thái độ của Việt Nam đối với chính quyền Bắc Kinh. Điều đó có liên quan gì đến tinh thần hiến pháp Việt Nam vào năm 1982 và khẳng định của Tổng Bí thư Lê Duẩn rằng Trung Quốc luôn là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Trong bối cảnh trước, trong và sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông Tô Lâm đã phải chịu sức ép rất lớn từ phe bảo thủ trong Đảng, với trung tâm là lực lượng tướng lĩnh quân đội vốn trung thành với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thân Trung Quốc. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng không nhất trí sửa đổi điều lệ Đảng là một thất bại không nhỏ với ông Tô Lâm. Giới quan sát cho rằng tới đây ông Tô Lâm chỉ còn giữ chức Tổng Bí thư Đảng, đồng nghĩa với việc ông không còn tư cách là người đứng đầu nhà nước để mà đại diện cho Việt Nam gặp gỡ chính thức các nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới. Đây chính là những bất lợi cho chiến lược ngoại giao mới của ông Tổng Bí thư Tô Lâm do phe bảo thủ cố tình tạo ra. Đó cũng là lý do trong những ngày sắp tới, chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục sóng gió trở lại. Và liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh và năng lực để mà tiếp tục thay đổi hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vì sao chính trường Việt Nam sẽ sóng to gió lớn sau khi ông Tô Lâm công du Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de